他来台湾读书，在我们家租房子，我看他一个人而已，所以我平常呢有煮菜的时候我叫他到我家吃饭，我好像多了一个女儿。嘿，大家好，我是香香。大家想要知道越南人在台湾办婚礼是怎么样的吗？今天刚好有一堆新人，他们是越南的留学生在台湾，那现在在台湾办了一场婚礼。今天香香想要突击婚礼现场。毕女士很有缘分，她来台湾读书，在我们家租房子，租房子了以后我看她一个人而已，所以我平常呢有煮菜的时候我叫她到我家吃饭和我们一起吃，结果我们的感情就越来越好，我们好像父母一样，我好像多了一个女儿，所以她今天有这么幸福美满的家庭，我祝福她，大家都祝福她。哎，现在她已经成家了，我只是聊表一点心意，所以来祝福碧玉和阿坚能够百年好合。哎，新婚快乐，谢谢各位。Anh Kim, anh đến Đài Loan bao lâu rồi nhỉ? Anh đến được 11 năm. Thế vậy thì anh với vợ anh là làm quen như thế nào? À, thực ra thì vợ anh với vợ quen nhau ở trong trường học. À, hai người đều là du học sinh. Đúng rồi, đi học sinh thì tìm hiểu nhau thì cũng được tầm hơn 4 năm. Hơn 4 năm. Thì hai đứa quyết định là đi đám cưới nhau. À, thế vậy tại sao mà lại muốn làm đám cưới ở tại Đài Loan? À, thực ra thì hôn lễ và những cái nghi thức thì bọn mình đều có về Việt Nam làm. À, và có làm những cái lễ gia tiên ở Việt Nam rồi. Dạ. À, và có tổ chức ở hai bên gia đình ở hai bên. Dạ. À, tuy nhiên thì ở bên này mình cũng có một số bạn bè và đồng nghiệp, thành ra mình cũng muốn là mời mọi người đến chung vui của mình. Rất chúc mừng anh, chúc mừng hạnh phúc của hai người.